Dạ, em là bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Nhung, học khoa vùng 4 chuyên ngành nội khoa. Sau đây em xin được báo cáo đề tài nghiên cứu bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng mắt dung nhĩ điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai ạ. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hải Anh ạ. Bài báo cáo này gồm có 5 phần như sau. Nên như chúng ta đã biết là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với tính chất phổ biến, mãn tính và nguy cơ gây tổn thương đường hô hấp và là có gánh nặng chi phí khi mà đến điều trị rất cao, nên là được coi là một gánh nặng y tế toàn cầu. Tương tự như vậy thì dung nhĩ cũng là một bệnh lý phổ biến trên toàn thế giới, ảnh hưởng tới 20,9 triệu nam giới và 12,6 triệu nữ giới, với tỷ lệ mắc ngày càng nhau, càng tăng và nhiều biến cố nguy cơ tim mạch cũng như gánh nặng cho hệ thống y tế thế giới. Và dung nhĩ là một bệnh lý phổ biến ở đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ghi nhận từ 12 đến 14% là bệnh lý đồng mắc, và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tăng nguy cơ 28% mắc dung nhĩ và tăng nguy cơ gấp 2 lần lên trong những đợt cấp. Với tính chất đó thì đề tài này được tiến hành với hai mục tiêu. Thứ nhất là nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng mắt dung nhĩ điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Thứ hai là nhận xét một số yếu tố liên quan đến dung nhĩ trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, như chúng ta đã biết thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh lý hô hấp mãn tính đặc trưng bởi sự tắc nghẽn đường không khí thở ra không hồi phục hoàn toàn. Bệnh được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của CONE 2020 với tiêu chuẩn vàng, đó là rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn. Còn về dung nhĩ thì là một rối loạn nhịp nhanh trên thiết được đặc trưng bởi sự hoạt động nhĩ không đồng bộ làm suy chức năng cơ học của nhĩ. Chẩn đoán về dung nhĩ thì được dựa trên tiêu chuẩn của ESC 2020. Đây là mối quan hệ sinh bệnh học giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và dung nhĩ, bao gồm nhiều yếu tố nguy cơ chung như là hút thuốc lá và ô nhiễm môi trường. Thứ hai nữa là đó là tình trạng giảm oxy máu, tăng CO2 máu, theo ứng viên toàn thân và các thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cùng với các bệnh lý đồng mắc. Đây là những yếu tố thúc đẩy tình trạng dung nhĩ xảy ra bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đề tài được tiến hành theo các bước nghiên cứu như sau. Thứ nhất là các bệnh nhân được thu thập vào nghiên cứu là bệnh nhân được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo tiêu chuẩn của CONE 2020. Sau đó các bệnh nhân được phân ra làm hai nhóm, có dung nhĩ và không có dung nhĩ theo tiêu chuẩn của ESC 2020. Các tiêu chuẩn phải chủ đó là bệnh nhân dung nhĩ do bệnh van tim, bệnh nhân dung nhĩ do hoặc là tim bẩm sinh có đang có tràn dịch bằng ngoài tim, bệnh nhân dung nhĩ do cứng áp trạng hoặc là rối loạn điện giải đồ natri và kali, hoặc là bệnh nhân từ chối không đủ các số liệu để tham gia theo yêu cầu. Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021 tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang. Đây là chọn mẫu thuận tiện và công thức tính cơ mẫu. Trong nghiên cứu này thì chúng tôi thu thập số liệu của 100 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, trong đó có 39 bệnh nhân đồng mắt dung nhĩ và 61 bệnh nhân không có dung nhĩ. Đây là kết quả thu được của nghiên cứu. Đó là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng mắt dung nhĩ thì có tuổi trung bình cao hơn so với nhóm không có dung nhĩ, và tỷ lệ bệnh nhân từ 75 tuổi trở lên cũng cao hơn. Sự khác biệt về tuổi trung bình và phân bố nhóm tuổi này là có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Về đặc điểm phân bố giới thì không có sự khác biệt về phân bố giới giữa các nhóm trong nghiên cứu. Đa phần các bệnh nhân trong nghiên cứu thì đều là nam giới. Không có sự khác biệt về BMI trung bình của các nhóm, và đa số các bệnh nhân thuộc cả nhóm có dung nhĩ và không có dung nhĩ thì đều có BMI phân bố chủ yếu trong giới hạn từ 18,5 đến 23. Chúng ta đã biết thì là béo phì là một yếu tố nguy cơ của dung nhĩ. Tuy nhiên, đối với nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có tình trạng là ảnh hưởng không chỉ đến đường hô hấp mà còn đến bệnh lý toàn thân. Do đó, bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thường đi kèm với tình trạng suy giảm dinh dưỡng, nhất là những bệnh nhân ở giai đoạn nặng. Thứ tiếp theo là về đặc điểm sử dụng thuốc lá của các bệnh nhân này thì là hầu hết các bệnh nhân trong nghiên cứu thì đều có tiền sử sử dụng thuốc lá và không ghi nhận có sự khác biệt về tiền sử sử dụng thuốc lá cũng như là về số bao năm của các bệnh nhân ở nhóm có dung nhĩ và không có dung nhĩ. Về thời gian mắc bệnh ở phổi tắc nghẽn mãn tính của các đối tượng thì cũng không ghi nhận có sự khác biệt. Bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng mắt dung nhĩ thì ghi nhận là có số đợt cấp nhiều hơn so với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không có dung nhĩ. Điều này là có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Về đặc điểm dung nhĩ của các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đó là trong nghiên cứu ghi nhận 46,2% trường hợp là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mới phát hiện dung nhĩ, và có 92,3% các bệnh nhân này là phân tầng nguy cơ biến cố tim mạch cao theo thang điểm Chapman. Các điểm triệu chứng cơ năng của các bệnh nhân thì tương tự với các nghiên cứu về bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trước đây. Bên cạnh đó thì ghi nhận sự khác biệt ở đặc điểm triệu chứng hồi hộp và triệu chứng có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Các triệu chứng về thăm khám lồng ngực thì là cũng không ghi nhận có sự khác biệt. Đối với các dấu hiệu tâm thấy mạn thì ghi nhận sự khác biệt đó là ở triệu chứng ở gan to và phù chân. Về đánh giá triệu chứng theo các thang điểm MAC và thang điểm CAT thì các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng mắt dung nhĩ thì đều có nhiều triệu chứng hơn thể hiện ở điểm trung bình. Các thang điểm này thì đều cao hơn và có ý nghĩa thống kê so với các bệnh nhân ở nhóm chứng.
các bệnh lý đường mắc đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có dung nhĩ, đó là thuộc nhóm bệnh lý tim mạch, đó là tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cơ tim cục bộ và đái tháo đường. Trong đó sự khác biệt của nghệ thống kê ghi nhận ở hai bệnh lý đó là suy tim và thiếu máu cơ tim cục bộ. Các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi thì đa phần thuộc nhóm D theo phân loại của Gold. Tuy nhiên thì bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có dung nhĩ thì phân loại ở nhóm D với tỷ lệ cao hơn, tuy nhiên sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê. Đối với các triệu chứng trên X quang và điện tâm đồ, sự khác biệt giữa hai nhóm có dung nhĩ và không nhĩ ghi nhận ở các triệu chứng đó là đường kính phân thủy dưới động mạch phổi phải lớn 1,6 cm, chụp điện tim phải, chụp trung gian, giải thất phải, giải thất trái, nhịp tim ghi được trên điện tâm đồ của bệnh nhân có dung nhĩ thì cũng cao hơn và có sự khác biệt so với nhóm không có dung nhĩ. Các giá trị chỉ số về bệnh có thể đánh giá tình trạng viêm thì không ghi nhận sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu. Và tương tự như vậy đối với giá trị CRP, đối với các chỉ số xét nghiệm hóa sinh trên công thức máu, trên sinh khí máu động mạch thì ghi nhận là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có dung nhĩ có áp lực PaCO2 thì là cao hơn so với cả nhóm không có dung nhĩ, và P ở đây là có ý nghĩa thống kê bằng 0,015. Về đặc điểm trên siêu âm tim của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có dung nhĩ thì các giá trị thu được đó là kích thước nhĩ trái và áp lực động mạch phổi thì là đều lớn hơn so với cả nhóm không có dung nhĩ. Tuy nhiên thì giá trị chức năng thông thu kết trái thì là thấp hơn. Tất cả các giá trị này đều có ý nghĩa thống kê với P nhỏ 0,05. Đây là mô hình heuristic đơn biến mô tả một số yếu tố liên quan đến dung nhĩ trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ta thu được 17 yếu tố có liên quan, sau đó đưa vào mô hình heuristic đa biến thì ta thu được hai yếu tố có liên quan, đó là tuổi lớn hơn hoặc bằng 75 và kích thước nhĩ trái. Kết luận của nghiên cứu này đó là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được mắc dung nhĩ thì là thường là những bệnh nhân có tuổi cao, nhóm tuổi lớn bằng 75 chiếm tỷ lệ lớn, đa phần là nam giới. Bệnh nhân phân biến chủ yếu ở nhóm D là nhóm nguy cơ và nhiều triệu chứng, trong đó có 46,2% bệnh nhân là dung nhĩ mới phát hiện và chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ cao theo phân điểm của Jacobs chiếm 92,3%. Các bệnh lý thường đi kèm đó là tăng huyết áp, suy tim và thiếu máu cơ tim cục bộ. Các triệu chứng trên cận lâm sàng đó là điện tim thì có là chụp phải và giải thất phải. Đối với khí máu động mạch thì phân áp khí CO2 trung bình cao hơn so với nhóm chứng, siêu âm tim có kích thước nhĩ trái trung bình, áp lực động mạch phổi trung bình cao hơn nhóm chứng và chức năng thông thất trái thì thấp hơn. Kết luận một số yếu tố liên quan đó là tuổi lớn bằng 75 và tăng kích thước nhĩ trái. Qua nghiên cứu này thì chúng tôi đưa ra kiến nghị đó là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là những đối tượng cần được sàng lọc tầm soát sớm để có thể phát hiện sớm dung nhĩ, đặc biệt với những trường hợp là dung nhĩ dưới lâm sàng. Một lần nữa chúng tôi muốn đề cập đến thông điệp của SC2020, đó là bệnh nhân có các rối loạn nhịp nhĩ nhanh cần được theo dõi sớm nhằm phát hiện khả năng tiến triển thành dung nhĩ lâm sàng cũng như đánh giá thường xuyên đi cơ tắc mạch. Đối với những bệnh nhân có rối loạn nhưng dung nhĩ kéo dài, đặc biệt là trên 21 giờ và than điểm chất vắt cao, có thể điều trị thuốc chống đông, đường uống sau khi trao đổi với bệnh nhân về lợi ích và nguy cơ. Cho nên là báo cáo của em ạ. Em xin báo cáo tại đây. Cảm ơn mọi người đã nghe và theo dõi.